Nhân chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk sáng 15 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Việt, thành phố Buôn Ma Thuột. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt đi vào hoạt động từ ngày 16 tháng 8 năm 2016 với khuôn viên rộng 10,7 ha. Trường hiện có hơn 3.400 học sinh đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng đội ngũ 415 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong quá trình hoạt động, trường Hoàng Việt kiên trì thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục gắn với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích mà trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt đã đạt trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, tập trung triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức, luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để học sinh noi theo. Hiện tại đã là rất tốt rồi, tương lai thì phải tốt hơn. Và cái định hướng nhà trường về chuyển đổi số, về giáo dục số và trên thực tế đã trở thành cái trường tiêu biểu điển hình của ngành giáo dục về cái chuyển đổi số trong giáo dục. Thì bây giờ cần phải được phát huy trong thời gian tới. Bởi vì bây giờ đây là không phải chỉ trong giáo dục mà trong xây dựng đất nước, trong phát triển kinh tế, trong chuyển đổi quản trị quốc gia thì chuyển đổi số đang là một cái xu thế của toàn cầu mà chúng ta cũng đang hướng đến cái chuyện đó. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao quà lưu niệm và tặng quà trung thu cho học sinh của trường.